Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Nga sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000 nặng 3 tấn. Nga và Ukraine leo thang tấn công tầm xa xuyên biên giới vào sâu bên trong lãnh thổ của nhau. Nga đánh lừa Ukraine bằng hình vẽ tàu ngầm ở cầu cảng. Thiếu tiền trả án phạt, cựu Tổng thống Donald Trump cầu cứu người ủng hộ viện trợ tài chính. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng cập nhật về tình hình xung quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ngày 21 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt bom trên không có sức nổ lớn FAB-3000 nặng 3 tấn. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được thông báo về hoạt động sản xuất bom trên không FAB-500 tăng lên nhiều lần. Việc sản xuất FAB-1500 đã tăng gấp đôi. Và kể từ tháng 2 năm nay, việc sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 cũng đã được triển khai. Bom FAB-3000 được thiết kế để tấn công vào các cơ sở công nghiệp, đập thủy điện và công trình ngầm. FAB-3000 được đưa vào trang bị kể từ năm 1946, có trọng lượng lên tới 3 tấn và mang theo thuốc nổ nặng 1,4 tấn. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động sản xuất các loại đạn pháo của nước này cũng đã được mở rộng. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ kể từ năm 2023, sản lượng đạn pháo và đạn trên không hiện đại đã tăng gấp 5 lần. Nga hiện chủ yếu bắn đạn pháo 152mm và 122mm. Theo hãng tin Reuters, sự thống trị hiện nay của Nga trong lĩnh vực sản xuất đạn pháo là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến trong xung đột Ukraine, nơi chủ yếu sử dụng pháo binh và máy bay không người lái UAV để tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho biết sản lượng đạn pháo của nước này đã tăng gần 2,5 lần trong năm qua, trong khi sản lượng linh kiện pháo đã tăng gấp 22 lần khi Moscow đang chạy đua để sản xuất vũ khí nhanh hơn so với mức phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine. Thế áp đảo hiện nay của Nga trong sản xuất pháo binh là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến của cuộc chiến Ukraine, vốn chủ yếu diễn ra bằng pháo binh và máy bay không người lái, vào thời điểm phương Tây lo ngại Moscow sẽ giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trên chiến trường. Hồi đầu tháng, CNN dẫn lời tình báo phương Tây cho hay, Nga đang trên đà sản xuất đạn pháo gấp 3 lần sản lượng mà cả Mỹ và EU cộng lại để hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí, Bộ trưởng Shoigu cho biết mệnh lệnh mở rộng sản lượng sản xuất pháo đã thành công sớm hơn nhiều so với kế hoạch và ca ngợi các công nhân đã làm việc suốt ngày đêm. Bộ trưởng Shoigu cho biết, sau khi bắt đầu vận hành các cơ sở mới, sản lượng sản xuất đạn pháo thực tế đã tăng gần 2,5 lần. Ngoài ra, sản lượng linh kiện cho loại đạn này đã tăng gần 22 lần, 75% số linh kiện đang được phục hồi. Ông cho biết, Nga có nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong năm nay, nhưng không nêu chi tiết. Một công nhân quốc phòng tiết lộ rằng sản lượng vũ khí tại nhà máy mà ông đang làm việc trong một tháng bằng những gì mà cơ sở này từng sản xuất trong cả năm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này đang vào guồng sản xuất bom lượn thông minh với sản lượng gia tăng ấn tượng. Ngoài ra, tầm tấn công của vũ khí cũng gia tăng đáng kể. Cùng với đạn pháo, bom lượn thông minh của Nga đang gây ra tác động tâm lý to lớn tới binh sĩ Ukraine. Nhiều quân nhân của phía Kiev thừa nhận đây là loại vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev. Bản chất bom lượn thông minh là những quả bom không dẫn đường có từ thời Liên Xô, được Nga gắn thêm thiết bị có khả năng định vị mục tiêu, làm gia tăng đáng kể sự chuẩn xác của quả bom. Sức công phá của đầu đạn cũng khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể tàn phá một khu vực rộng lớn. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, kể từ đầu năm nay, không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của quân đội Ukraine. Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform, Trung tướng Ivan Haryliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, các máy bay quân sự của Nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường tấn công vào các vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới và tiền tuyến. Theo ông Haryliuk, tính từ đầu năm đến nay, tức 77 ngày, Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine, cao gấp 16 lần so với năm ngoái. Kể từ đầu năm 2023, Nga đã bắt đầu sử dụng bom dẫn đường được trang bị mô đun cánh lượn có thể hiệu chỉnh UMPC. UMPC biến đổi những quả bom rơi tự do thông thường thành bom dẫn đường chính xác.
trong đó Nga đã trang bị UMPC cho bom FAB-1500 và RBK-500. Thậm chí, bom FAB-500 của Nga còn được ca ngợi là vũ khí làm thay đổi tình hình xung đột ở Ukraine nhờ sức mạnh tấn công lớn và phạm vi triển khai lên tới 80 km. Các máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Nga có thể thả bom ở khoảng cách 40-50 km tính từ tiền tuyến, đồng nghĩa với nằm ngoài phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không mà Ukraine đang có, khiến Kyiv không thể chống lại chúng. Theo ông Harry Liuk, tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất có thể lật ngược thế thống trị trên không của Nga, từ đó giúp tăng khả năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine dưới mặt đất. Tuy nhiên, cho tới nay, Ukraine vẫn chưa sở hữu chiếc F-16 nào và kho đạn dược cũng đang giảm xuống mức nghiêm trọng. Ông Harry Liuk nhấn mạnh, những yếu tố này khiến Ukraine gặp khó khăn trong nhiệm vụ đẩy lùi đối phương. Theo tờ Independent của Anh, ngày 21 tháng 3, Nga và Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa khi họ nhằm vào các mục tiêu ở khu vực hậu cứ của nhau. Trong những ngày gần đây, cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng chuyển từ chiến trường trên bộ sang tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của nhau. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thả 200 quả bom dẫn đường kể từ đầu tháng này xuống khu vực Sumy ở phía đông bắc, trong khi trong cuộc tấn công mới nhất của Moscow, một tên lửa đã nhằm vào thành phố Kharkov, cách Sumy khoảng 160 km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tại khu vực Belgorod của Nga, cách Kharkov khoảng 100 km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đánh chặn 13 tên lửa của Ukraine vào ngày 20 tháng 3. Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ông Gladkov thông báo rằng chỉ riêng trong tuần qua đã có 16 người thiệt mạng. Hiện người dân ở cả hai phía biên giới Ukraine và Nga đã được yêu cầu sơ tán. Các nhà chức trách ở thành phố Sumy của Ukraine cho biết đã có 30 trường hợp pháo kích trong ngày 19 tháng 3. Một người đã thiệt mạng tại làng Velika Pisarivka, tâm điểm của cuộc sơ tán diễn ra vào tuần trước. Các quan chức địa phương Ukraine cho biết khoảng 200 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm gần Velika Pisarivka trong tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân Belgorod. Ông nói trong một cuộc họp được truyền hình từ Điện Kremlin, có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến nhà lãnh đạo Nga bối rối vì Moscow có lợi thế về số lượng tên lửa, pháo binh, đạn dược và máy bay không người lái mà nước này có thể huy động. Đối với Ukraine, quốc gia đang phải đối mặt với tình hình khó khăn dọc theo một số khu vực của tiền tuyến dài 1 km vì Kyiv đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do viện trợ quân sự mới từ Mỹ chậm trễ. Các cuộc tấn công xuyên biên giới là một cách để nỗ lực làm chậm nhịp độ tấn công của Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa trong những tháng gần đây, trong khi Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hơn 2 năm trước. Máy bay không người lái cũng là một lĩnh vực công nghệ quân sự mà Ukraine đã đạt được thành công. Ngày 20 tháng 3, truyền thông Ukraine và phương Tây đưa tin rằng máy bay không người lái do cơ quan tình báo quân sự GUR chỉ huy đã tấn công căn cứ không quân Angers nằm sâu trong lãnh thổ của Nga, cách biên giới hàng trăm km. Thống đốc vùng Saratov, nơi có căn cứ không quân trên, tuyên bố các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần Angels. Căn cứ này là trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga và nằm gần thành phố Saratov, cách Moscow khoảng 725 km về phía đông nam. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng xác nhận rằng GUR đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Saratov vào ngày 20 tháng 3, trong bối cảnh có thêm dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Nga đang đạt được những tác động bất đối xứng hạn chế đối với tài sản quân sự và kinh tế Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có 11 máy bay Nga có mặt tại căn cứ không quân Angels vào ngày 19 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng nước này đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời vùng Saratov. Và Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busagin thông báo rằng các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại lớn nào. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã vẽ vật thể giống tàu ngầm Kilo lên cầu cảng ở Novorossiysk nhằm đánh lừa các phương tiện không người lái của Ukraine sau khi nhiều tàu chiến của Moscow đã bị Kyiv phá hủy. Trong một bản cập nhật tình báo hôm 20 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hình vẽ của các tàu chiến đã được sơn ở các bến cảng, có thể nhằm gây nhầm lẫn cho những người điều khiển phương tiện không người lái của Ukraine. Nguồn tin nói rằng đã quan sát thấy hình ảnh con tàu sơn cạnh tàu ngầm Kilo thật để đánh lừa đối phương ở cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen.
Ukraine đã sử dụng các phương tiện không người lái trong các cuộc tấn công có hiệu quả nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga. Mặc dù không còn tàu chiến nào của riêng mình, Ukraine vẫn có thể tiêu diệt các chiến hạm của Nga bằng phương tiện không người lái, tên lửa và các cuộc tấn công của biệt kích. Vào tháng trước, Anh cho biết 25% tàu của Nga ở Biển Đen đã bị đánh chìm, hư hỏng hoặc phá hủy. Để bảo vệ các con tàu của mình, Nga đã di chuyển nhiều tàu chiến ra khỏi Sevastopol, cảng Biển Đen chính ở Crimea. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Nga đang cố gắng cải thiện nỗ lực che giấu trang thiết bị quân sự để giảm thiểu những tổn thất đối với cả hạm đội Biển Đen và lực lượng hàng không vũ trụ. Cũng theo nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, chiến hạm thuộc hạm đội Biển Đen được sơn đen ở phần mũi và đuôi, dường như nhằm khiến chúng nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn. Bộ này còn cho biết có thông tin cho rằng Nga đã vẽ hình ảnh máy bay tại 9 căn cứ không quân của nước này để nghi binh hoặc đặt lốp xe lên cánh phi cơ để bảo vệ chúng. Theo các chuyên gia, việc Nga sơn hình máy bay lên đường băng, bãi đậu đỗ tại các căn cứ không quân là biện pháp đánh lừa phương tiện trinh sát trên không của Ukraine, khiến đối phương nhầm mục tiêu khi tấn công từ xa. Ukraine cũng đã sử dụng mồi nhử để đánh lừa đối phương. Kiev đã chế tạo các hệ thống radar và tên lửa mồi nhử với hy vọng các lực lượng của Nga sử dụng hết vũ khí quan trọng vào những mục tiêu vô dụng. Trước đó, hôm 17 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy hạm đội Biển Đen ở Sevastopol tại Crimea, nơi ông được báo cáo về các hoạt động của Ukraine và tính hiệu quả của hạm đội Biển Đen. Ông nhấn mạnh, hạm đội Biển Đen phải tiến hành huấn luyện hàng ngày để đẩy lùi các cuộc tấn công và ra lệnh cho hạm đội Biển Đen lắp đặt thêm vũ khí, bao gồm các hệ thống cỡ nòng lớn và súng máy để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn gặp những khó khăn trong nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine Stratcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn và ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Thưa quý vị, trước nguy cơ phải bán tài sản để trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng, mà khoản cần kíp nhất tới gần nửa tỷ đô la, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông hỗ trợ tài chính. Theo trang tin Guardian, trong thư gửi đến người ủng hộ ngày 21 tháng 3, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng đảng viên dân chủ điên khùng Letitia James muốn tịch thu tài sản của tôi ở New York, bao gồm tháp Trump. Ông Trump nói thêm, đảng dân chủ nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi sợ hãi. Họ nghĩ rằng nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc. Họ nghĩ các bạn sẽ bỏ rơi tôi, bỏ rơi đất nước. Nhưng có một điều họ không biết đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sau 2 tháng rưỡi xét xử vụ kiện do Tổng trưởng lý New York Letitia James khởi xướng, thẩm phán Arthur Engoron tháng trước đã kết tội ông Trump cùng hai con trai và các cộng sự gian lận tài chính khi cố ý khai khống giá trị tài sản của tập đoàn Trump suốt một thập kỷ để giành được những hợp đồng ưu đãi từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại bang này. Thẩm phán Engoron cũng ra phán quyết buộc ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 454 triệu đô la Mỹ, bao gồm 355 triệu đô la Mỹ tiền phạt và 99 triệu đô la Mỹ tiền lãi trước xử án. Nếu ông Trump không nộp phạt đúng hạn vào đầu tuần tới, Tổng trưởng lý của bang có thể bắt đầu tìm cách tịch thu tài sản của ông. Tổng trưởng lý bang New York Letitia James cho hay, nếu ông ấy không có tiền để đóng khoản phạt, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thi hành án tại tòa án và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của ông ấy. Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong tất cả các vụ án hình sự và dân sự mà ông phải đối mặt. Ông đã nhiều lần mô tả vụ án dân sự ở New York là một vụ trả thù chính trị của Tổng trưởng lý Letitia James. Các luật sư của ông Trump đầu tuần này cho biết, ông vẫn chưa tìm được bên bảo lãnh số tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ, khiến ông chưa thể kháng cáo. Guardian dẫn nguồn thạo tin cho biết, hôm 21 tháng 3, Văn phòng Tổng trưởng lý New York đã thực hiện các bước đầu tiên cho kế hoạch tịch thu các tài sản của ông Trump, bao gồm một sân golf, một bất động sản ở phía bắc Manhattan. Các bước tương tự cũng được thực hiện ở thành phố New York, nhưng chưa tiến hành với Florida, nơi ông Trump và gia đình đang sinh sống. Truyền thông Mỹ tiết lộ, đội ngũ của ông Trump đã liên hệ với 30 công ty bảo lãnh khác nhau, nhưng vẫn chưa đem lại kết quả khả quan. Ông Trump hôm 19 tháng 3 cho biết, ông có thể phải thế chấp hoặc bán một phần bất động sản của mình để trả khoản phạt. Chưa ai từng nghe đến điều gì như thế này trước đây.
tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các tài sản lớn, có lẽ với giá siêu rẻ, ông viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump đang phải đối mặt với thách thức về tài chính khi phải cân bằng giữa việc huy động tiền cho cả chiến dịch tranh cử và trang trải chi phí pháp lý khổng lồ trong bối cảnh ông đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự. Các hồ sơ cho thấy ông Trump huy động được ít tiền hơn so với Tổng thống Biden. Cụ thể, trong tháng 2, ông Trump huy động được gần 22 triệu đô la Mỹ và hiện có trong tay 42 triệu đô la, còn ông Biden huy động được khoảng 53 triệu đô la Mỹ và có trong tay 155 triệu đô la. Trong khi đó, theo The Hill, trong ngày 21 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xuất hiện ở một sự kiện gây quỹ tại thành phố Houston, bang Texas. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng đã mỉa mai rắc rối tài chính của đối thủ Trump thông qua một nhân vật giả tưởng tên Donald. Ông Biden bông đùa, có nhiều người không được hào hứng cho lắm. Mới đây thôi, có một người đàn ông đã tới gặp tôi trong bộ dạng thất thểu và chán trường. Người đàn ông ấy đề nghị tôi giúp đỡ bởi ông ta hoàn toàn kiệt quệ và nợ nần chồng chất. Tuy vậy, tôi buộc phải trả lời là, Donald, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Trong bình luận của mình, Tổng thống Biden cũng cho rằng truyền thông đang không đưa tin đầy đủ về các cuộc thăm dò mang lại kết quả tích cực dành cho ông. Ông Biden nói thêm, tôi thích báo chí, nhưng có lẽ họ đã quên nói về 5 cuộc khảo sát quốc gia mà tôi đang dẫn trước ông Trump. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!